kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay xin kính được kính chào các cô chú, các chị và các bạn. Hôm nay là giờ này là 10 giờ rưỡi trưa thứ bảy. Sau khi mình đã hoàn thành công việc xong, mình đến chợ Doanh Nghiệp hay còn gọi là chợ Bích Này các bạn, để mình chia sẻ về cái hẻm 37. Hẻm 37 này, trong đây có cái số nhà 37/25 của chị Võ Thị Hồng Thắm, đã xa quê khoảng 30 năm rồi. Mình xin chia sẻ với chị để nhớ những kỷ niệm ngày xưa. Bây giờ con đường này nó đẹp như thế này, ngày xưa chị nói ở đây là một cái con hẻm. Thì thật sự ra ngày xưa em không biết hẻm thì nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ là cái ấy, ngày xưa theo em được biết là cái dãy bờ kè này. Cái dãy bờ kè này là cái dãy nhà cặp mé sông cả bên kia và bên này. Kia là những cái dãy nhà cặp mé sông. Nhưng mà công trình nâng cấp gạch cái khế này thì đã được xây bờ kè hai bên và làm cho bờ kênh nó sạch, nó thông thoáng. Cái con hẻm Quỳnh Thúc Kháng ngày xưa thì không biết, nhưng mà bây giờ nó là cái con đường Quỳnh Thúc Kháng. Thì như ở đây cái bảng đây, cái bảng hẻm này, cái bảng hẻm Quỳnh Thúc Kháng thì hẻm 37 trên đường Quỳnh Thúc Kháng là bây giờ cái chợ này nó được mở rộng cặp bên đây nè, nguyên một tuyến đường dài cho đến cái cầu gạch ngõng trên kia là chợ Bích Này hay là chợ An Nghiệp ngày xưa. Đây là buổi trưa nhưng mà chợ của mình cũng thấy rất là nhộn nhịp. Còn ngoài đầu đường đó là đường Trần Hưng Đạo, cái cầu đó là cây cầu Nhị Kiều. Đây, cái cầu này là cây cầu Nhị Kiều đó các bạn. Đó, cây cầu đó là cây cầu Nhị Kiều đã được mới được xây dựng lại. Cái cầu Nhị Kiều này trước đây nó nằm trên quốc lộ 1A, nối giữa đường Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Thì dưới dốc cầu rẽ phải liền đó là đường Quỳnh Thúc Kháng. Ngày xưa theo chị Võ Thị Hồng Thắm thì Võ Hồng Thắm thì đó là cái hẻm Quỳnh Thúc Kháng, nhưng mà bây giờ thì em được biết là nó đã thành là đường Quỳnh Thúc Kháng. Bây giờ chúng ta cùng tìm số nhà 37/25 nha các bạn. Theo anh đến miền Cần Thơ, theo anh về với miệt vườn, qua bao cánh đồng ruộng xanh, môi cánh cò bay. Lên đến sông Hậu thuyền trôi, nào nào con nước đầy vơi, nghe tiếng ai hò thắm đồn tình quê nhớ thương dạt dào. Về Cần Thơ phong điền, thương nhau thì xin cứ đến, chớ để phiền gì đó gian. Về Cần Thơ trăng nước mộng mơ,
gian chợ nổi, ngã bánh phong điền chờ tan qua bến nên kiều thăm đây nè, là cái hẻm này là cái hẻm mà chỗ này là mình rẽ qua 37/25 phải không chị? Ờ đúng rồi. 37/25. Còn đây là 37/13. Thì ngày xưa là nhà mình gốc gì ở đây hả chị? Ở đây. Số nhà mình là số nhà mấy chị ha? 37/4. À, chị tên gì? Chị tên Nga. Chị tên Nga nè. À, tại chị Thắm hỏi em là chị với chị mình. Với chị Thảo tên gì mà bữa nay em hỏi em quên tiêu à? Chị Thảo. Dạ. Chị Thảo, chị nghe con bà Út dịch là chị Thắm như biết. Dạ. Tại ba má chị Thắm ở đây mà. Dạ, ba chị Thắm tên gì vậy chị? Ba Rõ. Ba Rõ. Là con của Quỳnh Bá Tân hay Lê Bá Tân hay là sao? Ở bên đường Nguyễn Trãi không? Quỳnh Bá Tân á là Lê Bá Tân. Lê Bá Tân hình như là con của ông Bá Rõ. À ông, là cha chứ hả? Dạ là con của Quỳnh Bá Lê Bá Tân. Vậy hả? Phải không? Chỉ có một anh bên đó chứ bạn. Dạ. Nhà năm nay mà chỉ biết ông ba bà ba thôi. À. Ba má chị Thắm đó. Dạ. Tại chị Thắm nói có, theo ấy thì chị Thắm hồi xưa ở đây có em là tên là anh Quỳnh Thanh Nhã gì đó. Đúng rồi, Quỳnh Thanh Nhã. Tao đó, ở ngoài tao sinh trong nhà. À đúng rồi. Bởi vì bữa hổm vậy là nói hồi là chị Thắm cho thầy biết là anh Quỳnh Thanh Nhã đó, ảnh đi ngoài luôn. Đi sao? Đi năm 2001 hay gì á? Dạ. Vậy là đúng rồi ha, đúng địa chỉ, đúng gốc rồi đó. Vậy là mà chị có quen với anh Nhã không? Chị biết anh Nhã. Chị biết anh Nhã hả? Năm 2000 đó. Dạ. Anh Nhã có gia đình chưa chị ha? Chị nghĩ là có đó, có vợ, anh ở đây rồi, anh thôi vợ, anh đi qua bển, anh về anh cưới vợ khác. Có điện thoại của chị nè. Chị nghe đi, chị nghe đi. Đây là quang cảnh của trước cái hẻm nhà số 37/25. Đây là 37/4 là nhà của chị. Đó. Nhà bên nhà bà Út. Bà Út gì chị? Bà Út dịch. Dạ. Đó là nhà chị. Còn ở đây là như chị này là chỉ biết anh Võ Thanh Nhã, có nghĩa là ở ngoài đây người ta gọi là anh Võ Thanh Tao. Không gian của cái số nhà vô số nhà 37/25. Chút xíu nữa mình sẽ quay. Còn đây là đường này là lại nhà chị Thảo, quen với chị Thắm. Ở nhà cái hẻm này thì bây giờ cũng được nâng cấp rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm chị Thảo để hỏi số thông tin thôi, có liên quan đến số nhà 37/25 của nhà của chị Thắm và anh Võ Thành Nhã, hay còn gọi là anh Võ Thành Tao. Dạ. Dạ. 37/25. Dạ. Dạ. Dạ chú à, chú tên gì? Chú mình ở đây là bao nhiêu năm rồi chú ha? Nhiều năm rồi em. Thấy mấy năm rồi nha. Chắc có 30 năm à. Dạ con có hỏi rồi, tại con muốn gặp thêm những người thân thôi. Ba Gõ hả? Dạ. Nha. Ông Ba Gõ là cái nhà kế của vợ biết không? Dạ. Con ổng bà con ổng bán quán nhậu bờ hồ cái quán Thảo Thảo. Ủa dạ còn hả con? Ờ, từng lý ví dụ hay gặp ông ngồi bờ hồ á. Ông Ba Gõ.
Dạ, là con đi ra bờ hồ chứ khỏi cái quán là quán nhậu Thảo Hảo á. Thảo Hảo là cháu con rồi, cháu là con vậy đó. Cháu hay gì đó hả? Cháu nhỏ lớn như gì đó. Dạ. Bờ hồ sáng hỏi mình nè, quán có nhậu Thảo Hảo. Dạ, để chút xíu con chạy ra ngoài. À, ông hồ sáng khúc nào con ha? Bờ hồ mình nè. Kì giờ thì con chở ra đó phải không? Dạ. Thôi con đi đánh vòng này đi, đằng kia bít rồi. Dạ. Đánh vòng này phải không? Rồi cái con chạy thẳng vô hướng nhà thờ. Cái hơi khó đi một chút. Giờ bây giờ qua, mình qua, đi qua bên lộ này không có, bây giờ đánh vòng trở lại. Dạ đúng rồi, đánh vòng trở lại đường Hoàng Văn Thụ. Nhưng mà còn bên đây cầu, làm phía bên đây cầu. Dạ. Con chạy một khúc thôi, giờ bên đây có cái quán nhậu Hảo Hảo. Dạ, đây cũng dễ tìm mà, hai con đi truyền chắc được. Tại vì ông ba ông mà thường đi thể dục hay gặp ông ngồi rồi đó đó. Dạ, vậy ra ngoài gặp cái quán Hảo Hảo. Dạ. Dạ. Thì chị Thấm đó. Anh Võ Thanh Nhã vậy đó, là anh mới đi sao? Là anh Võ Thanh Tao vậy, đây kia mình Võ Thanh Tao vậy đó cô. Tao Thanh Nhã hai đứa cũng đi. Nó tóm lại nó đi nhưng mà nó bỏ cái chỗ này đi lâu rồi. Dạ. Ừ. Bây giờ con lại chỗ đó đi. Cái cô khu vực nhà của nó vậy đó. Ở lại đó. Dạ. 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 Của chú ơi, cho con hỏi là chị Thảo ở nhà không vậy? Chị Thảo hả? Chị Thảo ở nhà không con? Chị cho em gặp hỏi số chuyện đi, ra ngoài này được không? Hồi xưa giờ mình ở đây bao nhiêu năm rồi chị? Nhỏ từ nhỏ lớn luôn. Nhỏ lớn luôn hả? Rồi nhà chị đây là chị Thảo là con của bác Ba Gõ phải không? Không, chị là con của chị Thảo kìa. Chị là con của Dịch. À, con dạ. Đúng rồi. Con Ba Gõ chị chỉ biết ổng thôi. À dạ. Dạ, rồi chị hồi đó mình có gần có quen chị Thấm không? Chị biết chị Thấm chứ chị không có quen. À, dạ. Biết thôi. Dạ biết thôi, giống như hàng xóm mình biết nha. Hàng xóm mình biết nhau. Dạ, cảm ơn chị nha. Chị lại cứ quen má chị á. Dạ. Cô. Dạ. Dạ có hỏi một số mình gặp cho nhiều người quen. Đường
chú. À, chú ơi mà chú ở đây lâu chưa? Dạ lâu rồi. Hồi đó giờ phải không? Dạ. Chú biết mà chú Ba Gõ không? Bác Ba Gõ không? Bà đi rồi. Dạ đi rồi hả chú? Dạ đi Mỹ rồi. Dạ. Thì à. Thì chị Thắm là con của bác Ba Gõ. À dạ. Em mới nhờ con tìm về số nhà 37/25. Là số nhà nào chú? Đó đó. Số cái nhà cái nhà vàng vàng đó. Dạ cái nhà này sao nhà có to nữa hả chú? À. Ở chú tên gì chú? Chú tên gì? Khiết. Anh Khiết hả? Dạ. Chú biết cho chị Thắm không? Chị Thắm. Biết. Dạ. Dạ anh. Dạ không. Không có gì hết. Đây rõ là biết ở đây thôi chứ không chú. Dạ vậy con cảm ơn với cô chú nhiều ha. Dạ cảm ơn nhiều lắm để cho con quay. Dạ vậy là biết chị, hồi đó chắc biết chị Thắm mà ha. Biết. Dạ. Dạ cảm ơn cô chú. Đây là cái đường đó hẻm 37, còn vô đây là 37/25. Cô chú ở đây. Cho mình được xem được một cái video chia sẻ cảm xúc của những người xa quê.